và các tôi xin chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình rất quen thuộc, đó là Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúng ta đang chờ xem hai cặp đôi ngày hôm nay họ có đồng ý hẹn hò không. Anh ơi, từ cái ngày mà chương trình của chúng ta mà có những phần quà của Toshiba thì em thấy là tất cả người chơi cũng như khán giả cũng như là hai MC tụi mình rất là háo hức đúng không anh? Đúng rồi, nhiều sản phẩm Toshiba như tủ lạnh nè, rồi laptop nè, TV nè, máy giặt nè, ha. Tất cả các bạn đến đây đều có cơ hội nhận được những sản phẩm như thế. Còn nếu như các bạn không nhận thì sản phẩm đó sẽ thuộc về khán giả. Mà nhớ là phải xem và theo dõi từ đầu đến cuối thì mới có thể trả lời được những đáp án của chương trình. Đúng không anh? Đúng rồi. Các bạn trẻ đang muốn tìm một nửa, hãy đến với Bạn Muốn Hẹn Hò và nhận được những giải thưởng quý giá của Toshiba khi tham gia chương trình. Không căn cứ vào kết quả các bạn có thành đôi hay không, chỉ cần các bạn tham gia chương trình, các bạn sẽ có cơ hội quay bánh xe may mắn để trúng một trong bốn giải thưởng đến từ Toshiba. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi nha quý vị. Xin mời màn hãy kéo xuống. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. Rất là dễ thương. Mời em ngồi. Chào em. Dạ, em tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Tường Vi. Tường Vi. Dạ. Tường Vi năm nay bao nhiêu tuổi nè? Dạ em 24 tuổi ạ. Trời 24 tuổi mà nhí dữ vậy nè. Trời ơi, nè Tường Vi 24 tuổi vậy là đang đi làm rồi phải không? Làm dạ gì? Đúng rồi. Em làm nhân viên văn phòng. Rồi, như đó thông tin bên đây cũng đã hiểu rồi. Để chờ chàng trai ra xem bạn sẽ nghe những gì từ bạn gái nha. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, mời bạn ơi. Bên kia là một cô gái hình như là hơi nhỏ nhắn, 24 tuổi. Nhân viên văn phòng tên là Tường Vi. Còn bạn tên là gì? Em tên là Phan Đặng Vũ Thi. Phan Đặng Vũ Thi. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 1990. 23 tuổi. Ủa sao tên giống tên con gái vậy anh Linh? Dạ, ý dài chị ơi. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em đang làm giám định viên tại công ty Vinacontrol. Giám định viên? Là giám định về cái gì bạn? Dạ, em giám định về mặt hàng hóa chất, xăng dầu. Hóa chất và xăng dầu? Dạ. Có giám định về con người không? Cái đó thì tùy. Ngoài những công việc của em, năng lực của em thì chị em giới thiệu chị đã hiểu rồi. Ngoài ra em có còn một cái khả năng nào khác nữa không? Dạ, tại vì em quê ở Cà Mau á. Cà Mau. Dạ, thì ở dưới hay hát đờn ca tài tử rồi cái lương. Rồi chị biết. Thì có thể hát theo được. Hát cái lương được luôn hả? Trời ơi, có thể hát một câu không? Hát một câu tặng bạn trai bên kia liền. Dạ, em xin tặng bài hát, một câu hát của trong bài Tân Cổ, giao duyên của bài Lá Trầu Xanh đó. Lá Trầu Xanh. Không vô cái lương á, vô vòng cổ á. Anh hỏi em khi nào chúng mình nên duyên nên nở, thì một lá trầu xanh cũng nên vỡ nên chồng. Bạn trai bên kia có thích nghe cải lương không? Bên đây thích nghe cải lương không? Má bà ca cải lương miết ở nhà. Giờ giá cô này ca nữa chết lắm. Nhưng tôi hỏi thật sự là bạn thích cải lương không? Không thích cải lương hả? Bạn thấy bạn nữ kia hát cải lương được không? Hay. Hay hả? Không thích mà sao hay. Rồi vậy thì nãy giờ em nghe bạn nam bên kia giới thiệu về mình rồi đó. Thì bây giờ em có thể, Tường Vi có thể cho chị biết là em đi làm rồi. Cũng đã 24 tuổi rồi đúng không? Chị nhìn em vóc dáng rất là năng động, rất là tràn đầy sức sống, nhựa sống. Vậy thì lý do gì em không thể tự tìm được cho mình một người bạn mà em phải đến nhờ chương trình để mai mối giùm cho em? Dạ tại vì á, em cũng đi làm nè, rồi đi học buổi tối nữa. Nó cũng có thời gian nó bận rộn á. Với lại em là người sống hơi duy tâm, tức là khi mà em đi xem bói á, thì thầy bói nói em là không thể tự mình tìm kiếm tình yêu được, phải nhờ đến mai mối được với nhau. Dạ có nghĩa là bây giờ em đặt cái điều đó lên là chị Cát Tường và anh Huyền Linh đúng không nè? Rồi em à, vậy thầy bói có diễn tả cái nhân dạng của người bạn trai tương lai của em không? Dạ không có nói, nhưng mà em bóc lên lá bài là 4 số 9. Rất là tuyệt vời. Vậy bây giờ trong đầu em nghĩ, em tưởng tượng, em hình dung về người bạn trai của mình như thế nào? Trước tiên là về vóc dáng. Cao hơn em. Cao hơn em. Dạ. Em muốn cao khoảng bao nhiêu nè? 1m68 trở lên là được. 1m68 trở lên hơi cao đó nha em. Còn ngoài cái chiều cao ra còn gì nữa không nè? Dạ đối với em là, tại vì em là người sống bản năng, tức là thích cái gì thì làm cái đó thôi. Cho nên là chàng trai của em chỉ cần làm cho trái tim em rung động là được rồi, chứ không có cái tiêu chuẩn gì hết. Trời ơi,
ơi, dễ thương chưa? Chỉ cần bạn trai làm cho trái tim em rung động thôi, chứ em không có tiêu chuẩn gì hết. Rồi, chị đồng ý với em là tình yêu mình không thể nói được những cái tiêu chuẩn gì. Mình gặp mà thấy tim mình rung động là được, đúng không em? Nhưng rồi, mà bạn trai cảm nghĩ thế nào khi những cái tiêu chí mà bạn gái đưa ra? Tim em rung trước rồi. Rung trước rồi. Bạn nghĩ rằng bạn gái bên kia nói rằng là tôi là người sống theo gọi là bản năng, tức là thích gì làm đó. Vậy thì sao? Chắc là phải cố gắng chiều. Bạn hay chiều? Em thì quen sống với mẹ, chiều mẹ được thì chắc chiều người yêu được. Chiều mẹ khác, chiều người yêu khác chứ, tại sao lại như vậy? Luyện tập. Luyện tập. Dạ. Bạn có sống bản năng không? Thỉnh thoảng cũng có. Thỉnh thoảng? Hai người sống bản năng mà nay lấy sống. Tiêu chí của bạn về người bạn gái là như thế nào? Độc lập, mạnh mẽ và có thể tự lo cho mình được. Ủa vậy chứ bạn không lo cho ta hả? Lo ít ít thôi. Trời ơi, lo ít là sao được? Bên đó có lo được bên này chút xíu nào không? Này em Vi nè. Thì đó là những cái mà bạn mình nghĩ là mình không cần có một cái khuôn mẫu nào hết, đúng không? Nhưng mà ít nhất bạn cũng phải có những cái điều tối kỵ của mình chứ. Bạn không thích người bạn trai của mình điều gì? Em không thích bạn trai của em đó là hay tính toán. Đó, nãy giờ chị thấy bên kia là tính toán rồi đó. Chưa gì mà tính là lo ít hay lo nhiều là thấy là không được rồi đó. Còn gì nữa không em? Em không thích người bạn trai, nó hơi ủy mị quá. Ủy mị quá là suốt ngày nghe lời mẹ cũng ủy mị luôn đó. Bây giờ bạn thấy bạn gái bên kia nói chuyện thế nào? Rất dễ thương, nghe giọng gì rất dễ thương. Rất dễ thương? Dạ. Rồi chúng ta chờ xem. Để coi coi dễ thương cỡ nào nha. Để coi có đủ tiêu chuẩn không nha. Mập ốm thì dễ nói không? Rất dễ thương. Chú cười duyên sao mà duyên à? Cười tươi dễ sao luôn. Cười lớn quá. Tôi nghĩ rằng đây là một cô gái rất là dễ thương. Nếu chúng ta nhìn sâu hơn nữa là đôi khi quyến rũ. Rồi bây giờ chị sẽ là đại diện em, chị xem coi bạn trai bên đó là có cao được 1m68 không. Nhiều khi là cao 1m86 luôn là chết luôn đó. Cao không anh Linh? Cao. Cao dư sức. Cao không trời? Cao đó. Thôi đứng lên chị coi coi. Được. Cao to. Cao to, bên này người ta cần cao thôi, ta đâu có cần to. Cười cũng rất là duyên dáng. Hai người giống nhau ở một điểm, hai bên cộng lại 8 mắt. Trời ơi, chị ngại quá, hồi đó giờ em hung lần nào chưa? Hồi đó giờ em có hung lần nào chưa? Dạ hung má rồi có. Hung má thì có. Chưa có là hung môi bao giờ. Dạ. Anh Linh bên đó có hung chưa anh Linh? Ế mà chắc chưa, bạn đây hơi nhút nhát. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau để xem hai bạn còn nhút nhát hay không. Nào chuẩn bị, bấm màn, kéo lên. Cười có phải đúng đồng tiền lần lại nha. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, để hiểu hơn về nhau và nhìn thẳng vào mắt nhau, xem mắt có long lanh hay không, và tiếng sét ái tình có từ đôi mắt đấy đến với nhau không. 2 phút bắt đầu. Chào Vi. Dạ. Mình Thi. Dạ em tên Vi. Nãy giờ ngồi sau màn che thì nghe anh Thi nói chuyện. Em cũng xin tặng anh 4 câu thơ trong bài thơ giọng nói của giống của Xuân Diệu á, để nói lên cái tấm lòng của em. Tặng anh. Anh ngồi anh nói sau màn che, anh nói lòng em mãi lắng nghe, đôi khi tiếng cười anh lại điểm, chắc đời vui khi được có anh kề. Quá tuyệt, quá tuyệt. Hay quá. Bạn nam, mình thanh niên mà, nhanh lên em, thời gian nó đâu có. Thì không giỏi văn thơ, cũng không biết ca hát gì. Dạ. Thì chắc là anh sẽ bấm nút thôi. Trời ơi, cái gì vậy trời ơi. Cặp này mà hôn nhau là coi chừng mất 2 cái mắt kiến nữa nè. Còn gì nữa, chúng ta còn, vẫn còn thời gian. Nhanh lên, còn 30 giây nữa em, hai bên. Hy vọng là sau này nếu có thời gian tìm hiểu nhau thì em sẽ đọc hết cả bài thơ cho anh nghe. Ủa nữa hả? Nữa hả? Ủa nữa hả? Ủa nữa hả? Rồi hết thời gian. Nào. Ủa nghe đọc thơ mà bên kia ủa nữa hả? Rồi chúng ta để tay vào nút. Đâu nút đâu anh? Đây đằng sau, phía sau đây. Và trong khi Tường và anh Quyền Linh sẽ đếm 3 khắc 1, 2, 3. Nếu chúng ta nhấn nút có nghĩa là chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Và nếu ngược lại chúng ta không nhấn nút là chúng ta không đồng ý hẹn hò. Và bây giờ thời khắc quan trọng bắt đầu. 3 2 1.
hai bạn. Rồi mời hai bạn, cảm ơn bạn. Chúc mừng hai bạn đã đồng ý hẹn hò, thì chúng ta nắm tay nhau để truyền lửa cho nhau. À, cảm nhận thế nào về cái nắm tay thế này hả bạn nữ? Rung quá. Dạ bàn tay rất là mềm mại. Còn bạn nam đang rung, đang rung. Có thấy ngọn lửa tình yêu nó đang cháy cháy không? Từ từ về nhà đốt theo mình. Rất là đáng yêu, rất là rung động, và các bạn sẽ đáng yêu hơn, rung động hơn với phần quay số may mắn với những sản phẩm của Toshiba. Chúc các bạn may mắn. Dạ, cảm ơn. Mời các bạn.